thầy chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái phần là cộng trừ đa thức và đa thức một biến. Thì trong cái phần cộng trừ đa thức này thì chủ yếu là khi mấy em thực hiện, mấy em phải vận dụng quy tắc bỏ dấu ngoặc. Và chúng ta sẽ nhóm các số hạng, tức là các cái hạng tử đồng dạng lại với nhau, và chúng ta sẽ thu gọn nó. Trước hết là phần 1 cộng 2 đa thức. Ở đây thầy cho hai đa thức M và N được cho như trên. M là 5x mũ 2y cộng 5x trừ 3. Còn N sẽ là x y z trừ 4x mũ 2y cộng 5x trừ 1 trên 2. Thì ở đây là trình bày là ta lấy M cộng với N. Thì bản thân mỗi cái M và N là cái đa thức của em, nó là một cái tổng, cho nên là chúng ta cho nó vô trong dấu ngoặc hết. Và từ đây xuống đây thì chúng ta sẽ vận dụng quy tắc bỏ dấu ngoặc. Trong phần này thì đơn giản vì coi như hai cái ngoặc mình nó trước ngoặc mình đều là dấu cộng hết, cho nên dấu các số hạng được giữ nguyên. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ nhóm các hạng tử đồng dạng. Đây, phần x mũ 2y, x mũ 2y thì cái này là đầu tiên là hệ số là 5, cái sau là -4. Và thầy bố trí trước dấu ngoặc của thầy là dấu cộng, cho nên là dấu của các cái số hạng này sao? Các hạng tử này được giữ nguyên. Và mấy em thực hiện phép tính thì mấy em sẽ thu được kết quả cuối cùng là tổng của M và N, nó chính là x mũ 2y cộng 10x cộng x y z trừ 3 đơn vị 1/2. Thì tương tự như thế thì trừ 2 đa thức thì cũng vận dụng quy tắc bỏ dấu ngoặc. Khác hai cái đa thức B và Q như trên ví dụ. Thì đầu tiên ta cũng đặt hai cái đa thức này trong dấu ngoặc, bố trí như vậy. Rồi tiếp tục mấy em sẽ bỏ ngoặc. Thì chú ý vì trước ngoặc thứ hai nó là dấu trừ, cho nên mấy em phải đổi dấu tất cả các cái hạng tử trong ngoặc này lại hết. Và sau khi bỏ ngoặc xong, chúng ta sẽ lại nhóm lại một lần nữa, tức là các hạng tử nào đồng dạng chúng ta cho nó vô một nhóm. Và ở đây thầy cũng bố trí như vậy, những cái nào mà không có nhóm thì viết lại. Thì thực hiện phép tính các hạng tử đồng dạng là tính trên các hệ số, thì mấy em sẽ thu được ở đây có cái 5x trừ 5x của mấy em là không nhân x, mà không nhân x là không, ở đây thầy không ghi vô đây. Như vậy thì khi làm phép cộng thì mình nhẹ nhàng hơn một tí. Còn có phép trừ hay đa thức thì chậm cũng được, tránh sai sót khi chúng ta sai dấu. Giờ chúng ta sẽ đi qua phần đa thức một biến. Thì đầu tiên người ta định nghĩa thế này: đa thức một biến là tổng của những đơn thức nhưng mà chỉ của cùng một biến mà thôi. Đây, thầy đưa ra hai ví dụ. Đa thức A 7y mũ 2 trừ 3y cộng 1 trên 2. Thì đây chính là đa thức của biến y. B 2x mũ 5 trừ 3x cộng 7x mũ 3 cộng 4x mũ 5 cộng 1 trên 2. Thì đây chính là đa thức của biến x. Đây, để một tí cho thầy. Thì mấy em biết rồi, mỗi số, cái này người ta cũng nói là mỗi số cũng được xem là đa thức một biến. Trong cái ví dụ hồi nãy thầy đưa ra có hai cái, đó là đa thức A và B. Thì đa thức A là đa thức của biến này, còn B là đa thức của biến x. Thì để cho rõ hơn thì người ta sẽ ghi A mở ngoặc y, B mở ngoặc x. Và khi đó A mở ngoặc trừ 1 nó là cái gì?
thì đó chính là giá trị của đa thức A. Đương nhiên là đổi biến y tại giá trị của biến là trừ trừ 1. Chẳng hạn A 2, tức là thay giá trị y bằng bằng 2 vô thì mình sẽ thu được kết quả như trên. Và người ta định nghĩa bậc của một đa thức một biến, thì cái đa thức này đương nhiên mình biết là đa thức không là đa thức không có bậc, và để tính bậc của đa thức một biến thì mình phải thu gọn. Lỡ hai cái hàng tử mà có bậc cao, nếu nó là hai số đối với hệ số của nó thì coi như nó triệt đều. Thì cái tình nghĩa nó chính là gì? Là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó. Chẳng hạn trong ví dụ đa thức A thì rõ ràng bậc của đa thức này là bậc 2. Còn bậc B thì em phải thu gọn. Em thấy đây nó có hai cái hạng tử đồng dạng, đó là 2x mũ 5 với lại 4x mũ 5. Thì nếu như trong ví dụ này thì 2 cộng 4 là 6. Chứ nếu như nó là ví dụ như 7 với lại trừ 7x mũ 5 thì đương nhiên chắc chắn đa thức này không phải là bậc 5 rồi. Em thấy chưa? Sắp xếp đa thức thì sắp xếp thì thường thường em hay nghĩ là gì? Tăng dần, giảm, giảm dần. Thì ở đây để thuận lợi trong việc tính toán với các đa thức một biến thì đương nhiên sắp xếp ở đây là sắp xếp các hạng tử theo bậc của chúng đó em. Các hạng tử của chúng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần là đeo theo số mũ đi nó cho nên dễ nắm được chưa? Chẳng hạn đa thức B biến x được cho như trên, 6x cộng 3 trừ 6x mũ 2 cộng x mũ 3 cộng 2x mũ 4. Như vậy chúng ta có hai cái lựa chọn, một là sắp xếp theo chiều giảm dần của số mũ của biến, tức là bậc của biến đó, hoặc là tăng dần dần. Sắp xếp giảm dần thì mình sẽ thu được cái gì đây? 2x mũ 4 cộng x mũ 3 trừ 6x mũ 2 cộng 6x trừ 3. Thì mấy em nhớ mấy em được quyền đổi chỗ, nhưng dấu của số hạng phải giữ nguyên. Dấu là của nó là đứng ngay trước mặt nó. Ví dụ số 3 này dấu nó cộng thì nó phải là cộng này, thấy chưa? Đã. Còn sắp xếp tăng dần thì số mũ sẽ tăng dần. Đây, số mũ của biến này, chỗ này coi như là bằng 0, mũ 1, mũ 2, mũ 3, mũ 4. Thì chúng ta sẽ lưu ý một số điều. Để sắp xếp các hạng tử của đa thức, đó là mình muốn sắp xếp tăng dần hay giảm dần gì đó, thì trước tiên ta nên thu gọn đa thức đó. Và cái đa thức có dạng AX mũ 2 cộng BX cộng C thì người ta nói chú thích là trong đó A, B, C là các số cho trước, với và đặc biệt cái hệ số của cái mũ cao nhất là ở đây là mũ 2X mũ 2 đấy mấy em, A phải là khác cho không. Thì đây chính là đa thức đối biến X. Thì các cái chữ A, B, C này người ta gọi là hằng số. Còn đa thức này chắc chắn là đa thức khi viết như vậy đó là biến của nó là x phần hệ số. Xét cái đa thức B là 5x mũ 4 cộng 7x mũ 2 trừ x cộng 10. Và mấy em thấy đây là đa thức đã thu gọn. Thì lúc đó người ta mới nói nè, 5 là hệ số của lý thừa bậc 4. Mà cái đa thức này mấy em thấy nó chính là đa thức bậc 4 thì cái hệ số của cái lý thừa 4 này người ta gọi là hệ số cao nhất. Còn cái bậc 3 trong đây nó không có mặt thì tức là đây chính là cộng cho 0 nhân x mũ 3, cho nên ta nói 0 là hệ số của lý thừa bậc 3. Và tương tự 7 là hệ số của lý thừa bậc 2, rồi trừ 1 là hệ số của lý thừa bậc 1.
và 10 chính là lý thừa, hệ số của lý thừa bằng 0. Và nó cũng được gọi tên là hệ số tự do. À, nhớ cho thầy. Thì ở đây á, là cái, trong cái bài học hôm nay là thầy cung cấp kiến thức cho mấy em nắm khi thực hiện thức cộng hay đa thức như thế nào, trừ như thế nào, thì mấy em nhớ chủ lực vẫn là gì, quy tắc bỏ vào vô mặt, rồi sau đó chúng ta thu gọn trên các cái hàng tử đồng dạng. Còn cái khái niệm gì bậc thì nhớ cho thầy, muốn làm gì làm vậy nha, nhớ là trước tiên mình nên thu gọn đa thức đó cái đã, rồi mình mới xác định bậc của nó ha. Rồi để cái việc tính toán cho nó thuận tiện thì mấy em nên sắp xếp đa thức theo chiều giảm dần lý thừa của biến hay là tăng dần tùy mấy em. Đây cái phần bài học hôm nay đến đây thì thầy tạm dừng, và thầy xin chào các em.